Yo, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Vũ Lít Minecraft. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng chơi một tựa game hoàn toàn mới mang tên là What the Hand. Và nếu các bạn cảm thấy thích cái series này thì đừng quên bỏ lại cho mình một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Đó chính là cái động lực rất là lớn cho mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Ok, tiếng game nó hơi to nhưng mà không sao, chúng ta sẽ cùng chơi. Mới vào nó như thế này luôn đấy, mình chưa hiểu thế nào nhưng mà mình sẽ chơi thử. What? À, có nghĩa là hai bên sẽ gọi là có những cái sự lựa chọn khác nhau. Ví dụ đây là của mình là tank, tanker với cả là assassin gì này đấy. Giống như cả hai bên sẽ đánh nhau ấy. Đây là ranger, đây là những người đánh xa. Để cho những cái bọn này cho nào. Cái game này đồ họa dễ thương quá. Fighter. Ê, nó có con gà trên đầu các bạn. Được đấy. Mình sẽ cho thêm tanker ra. Cho thêm. Mình không hiểu lắm về cái trò này ta. Rồi, win rồi. Hình như là mới vào ấy. Mới vào nó hướng dẫn mình cho nên nó muốn cho mình win ấy. Ok, mình được 500 vàng. Hình như mới vào nó muốn hướng dẫn mình cho nên nó cho mình win hay sao đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng chơi tiếp. À, và nếu các bạn muốn mình chơi tiếp cái game này ấy, thì các bạn hãy comment ở dưới để mình biết nha. Và đừng quên bỏ lại một like và một share video để ủng hộ mình. Ô, có cả chiêu nữa này các bạn. Tuyệt vời. Rồi. Mình đã vượt qua màn thứ nhất. À, hoặc là chưa. Ô, bây giờ mình sẽ gặp với lại con màn thứ nhất là màn quái đầu tiên. Mình chưa rõ gì lắm nhưng mới vào nó bắt mình đi đánh nhau rồi. Ok, mình sẽ cho bạn tăng ra trước. Và cho chiến binh ra. Cho bạn mũi tên ra luôn. Mình có thể dùng skill này và ấn vào đây. Wow. Gắt dứa. Mình đã hiểu rồi đấy. Bắt đầu hiểu về cái chiêu này rồi. Bắt đầu hiểu về cái trò này rồi. Mình sẽ ra quân. Đây là cái số điểm ở dưới này. Khi mình đủ cái số điểm ở dưới đây thì mình có thể là gọi những cái vị tướng này. Đó. Và mình đã win thêm một lần nữa rồi. Mấy cái màn đầu chắc là nó dễ các bạn. Mấy màn sau chắc là nó khó. Mình nghĩ vậy. Ô, mình được rất nhiều kinh nghiệm. Mình được thêm một lên cấp của ông này nữa này. Mình được thấm xét. Mình nghĩ là mấy màn sau chắc nó sẽ dễ hơn. Ok, bây giờ mình sẽ gặp lại thêm một enemy nữa. Nhưng mà nó có thêm con tăng mới này. Đây là cái gì đấy? Mấy con mới lạ vậy. Nhưng mà không sao, mình đâu có sợ. Đầu tiên các bạn gọi tăng cơ trước các bạn ạ. Gọi nguyên đội trước luôn. Rồi, mình sẽ đợi gọi chưa sớm xét ra này để một phát giết cả năm đứa. Gọi như nào ta? Đây. Đó. He he he. Game này cũng khá là hay. Wow. Sao đồ của mình mạnh quá ta? Cái bà đập phát bật lùi mấy ô luôn. Vãi thật. Ồ. Mày nhờn với tanker rồi. Chết rồi, mình hết tanker rồi. Tanker của mình sắp mặt rồi. Cái màn này có vẻ khó đấy. Tanker của mình bị sắp mặt rồi các bạn ạ. Bây giờ tới tanker bên kia làm loạn. Bên nó có mấy con robot buồn cười vãi. Cái chiều sấm sét hồi hơi bị lâu. Ok. Chết đấy. Mình không biết xài cho này. Ấn vào đây. Win rồi, win chắc rồi. Bên bạn hết thời gian rồi. Thế gọi hết ra luôn. Vẫn kịp ra các bạn. Chắc chắn là sẽ win thôi. Vàng. Win. Khá là easy. Victory. Được kinh nghiệm thôi. Cái gì đấy? Được một con mới hay sao này? Được kinh nghiệm với một con mới. Ok, màn thứ 3. Đó, mình có một con mới này. Nó chỉ tốn 2 kia thôi. Chỉ tốn 2 điểm thôi. Nhưng mà chưa chắc mình đã gọi đâu. Đầu tiên cứ phải gọi mấy cái bà này ra trước đã. Gọi con mới xem thế nào. Ok. Mấy con này nhìn lạ quá à. Con này hồi rất là nhanh. Con này hồi nhanh vãi luôn đấy. À, con này chạy nhanh nữa.
nó ra nó chết đầu tiên luôn các bạn. Ôi đội bạn mạnh thế. Ui sắp thua rồi, sắp sấp mặt rồi các cậu ơi. Quân địch mạnh quá. Ôi quân địch mạnh quá. Kinh quân địch mạnh thế. Cố lên anh em. Hãy chiến đấu vì màu cờ sắc áo. Cố lên. Bên mình bị đẩy sắp thua luôn rồi. Xông. Yes, xông lên. Những chiến binh quả cám của ta. Rồi, mấy bạn đã đẩy ra tiếp rồi. Rồi, win rồi. Khá là easy. Win. Buồn cười đấy. Các bạn biết tại sao mình chơi game này không? Bởi vì game này nó có con gà cho nên mình chơi rất là đơn giản. Ok. Được kinh nghiệm này. Ồ, được bà này nâng cấp bà này lên cho này. Mình không vẫn chưa biết cách để nâng cấp mấy cái này nhân vật này lên đâu. Ồ, mình lên level luôn này. Vẫn chưa hiểu lắm. Ok. Sao nó bắt mình đánh nhau hoài vậy? À, mình có thể ấn vào đây này. Đó, nâng cấp lên, biết ngay mà. Level 2 rồi. Mình sẽ nâng cấp hết cái đống này lên. Ok. Ngon. Đây, nâng cấp cái này lên luôn. Đó. Và nâng cấp cái này lên luôn. Ok. Cái con quỷ lùn này nhìn buồn cười vãi. Rồi, chiến. Mình nghĩ là trận này mình sẽ thắng các bạn. Mình cần rất nhiều cung tên. Cái con cầm xìa này chạy nhanh quá. Mình cần những con cầm cung đứng bắn đằng sau á. Mình không cần mấy con cầm xìa. Đúng. Mình cần rất nhiều người cầm cung. Cầm cung rất là mạnh. Chỉ cần mấy người cầm cung là mình có thể thắng rồi. Đó, các bạn thấy chưa? Mấy người cầm cung đứng xa bắn đam rất to và rất là nhanh, rất là mạnh. Ôi, như cái bà mập chết là anh em chết theo đông lắm. Ô, mình có thêm một cái thằng gì này. Đại pháo này, ui to thế. Rồi, win rồi. Bang. Bang, 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 bang. Bang, win. Tuyệt vời. So easy. Sáu con kinh nghiệm. Ồ, được thêm một thằng này nữa này. Thằng này đã lên cấp rồi, mình chưa chơi thử, mình sẽ phải chơi thử xem thế nào. Xem nó có mạnh hay không. Ô, nó còn bắt lát cái gì này các bạn. Để xem nó như thế nào. Ok. 21.000 gì đấy. Mình chưa rõ 21.000 đấy thì. Chắc nó bắt mình mua gì đấy. Mình sẽ nâng cấp cái con này đã. Level up. Ok. Rồi, mình sẽ chơi luôn. Ô, bên bạn hình như yếu. Ô, bên bạn y hệt bên mình luôn. Gọi thằng này trước. Rồi, thằng này phải cho thằng cung ra. Mình rất là thích cung nhá, cung. What, bên đó có sấm sét các bạn ơi. Bên kia có sấm sét. Mình sẽ tập trung vào cái cung nha. Mình sẽ cần rất là nhiều cung. Rất nhiều cung tên. Cung tên rất mạnh. Mình không cần cái con 4 sao đâu. Con 4 sao là Sida vậy. Mấy con cung tên ta là win rồi. Cung tên đứng sau là bắn này có win. Với cả cho mấy con quỷ lùn lên trước để đứng đam thôi. Dễ dàng các bạn. Đó. Chiến thuật cá. Win nhanh gọn lẹ. Đấy một cái là win luôn. Ồ, okay. Cái hòm bạc đấy các bạn. Ồ. Ồ. Sao nhiều cái thẻ đây này. Ồ, thẻ gì đấy? Luzi. Chưa rõ Luzi là ai hết. Ok, mình có thể nâng cấp tên lên. Mình chỉ cần chơi cung tên với cả cái bà béo với cả thằng cầm đại pháo là win. Nhưng mà mình nghĩ là giờ chỉ cần cầm chơi bà đại pháo thôi. Bởi vì bà đại pháo cấp 3 rồi. Để xem màn này chúng ta có thể thắng được hay không nha. Ô, đánh nhau đâu đây? Đánh nhau ở cầu à? Hẹn gặp nhau ở cầu à? Mình không cần phải chơi con cầm xiên đâu. Con cầm xiên Sida với cả tè ra. Mình chỉ là cầm cung là win rồi.
Bùng xa bà mập rồi chết thôi. Đây, đại pháo xuất hiện. Nó chết rồi, bà kia chết rồi. No. Lên đi đại pháo ơi, lên đi đại pháo. Ôi, nó có con gì chạy buồn cười vậy? Cái con tím tím mày chạy buồn cười vậy? Ồ, nó còn hồi máu được các bạn. Vãi thật, nó còn con hồi máu nữa. Mà con hồi máu nó chết rồi. Rồi, bây anh em xông lên. Tốc độ như ốc sên này. Nhơn này rồi. Mấy con quỷ đập đau vậy? Đập hai cái chết rồi. Mấy con quỷ đập to vậy. Yeah. Lại win. Dễ dàng vậy. Rất là nhiều đồ. Mình chưa hiểu mấy cái này là gì hết. Ok, thì mình sẽ dừng cái tập này đây nha. Thì nếu các bạn muốn mình chơi tiếp thì các bạn đừng quên bỏ lại cho mình một like và hãy comment bên dưới nhé. Còn nếu các bạn không muốn mình chơi tiếp nữa thì thôi. Ok, mình sẽ dừng ở đây. Bye bye.